Ông ơi, con lọt xuống một cái luôn. Không sao đâu chú ơi, con tạm nhịn thở, tạm nín thở một phút. Sao con hồi hộp quá vậy ông? Qua nhà mình không sao, không sao chứ, ngồi em đi. Ông ngày lại nó khó khăn quá, thành ra mình trở về Việt Nam mình sống giờ nó bó buộc quá. Thế dụ rồi nó thấy mình mà có tiền rồi là nó kiếm ăn rồi nó kinh sợ không cho thì nó kiếm chuyện nó bắt bớ gì. Làm khó nó không cho mình. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Tiếp tục hành trình tại xóm Việt Kiều Campuchia Hồi Hương, hay còn gọi là xóm không quốc tịch, thì Bùi Hồ cùng với anh Nguyễn sẽ đi thăm một cái hoàn cảnh của ông bà cụ cũng từ biển Hồ về. Lý do là cuộc sống khó khăn thì ông bà cụ cũng quay về lại Việt Nam sống lên đên trên những cái chiếc bè tạm bờ. Và hôm nay thì có dịp Bùi Hồ qua thăm cái hoàn cảnh của ông cũng như là đại diện cho Mạnh Thường Quân để trao những cái phần quà chỗ cái cuộc sống của ông nó phần nào đỡ khó khăn. Và Bùi Hồ đang ngồi trên một cái chiếc xuồng nó rất là bé luôn. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ ông là chú Đông phải không? Dạ dạ. Dạ. Nguyễn Văn Đông. Nguyễn Văn Đông. Dạ. Thì thôi thì bây giờ qua bên cái bè của ông để mình tâm sự về cái cuộc sống ở Campuchia ha. Dạ dạ. Anh qua đây đi anh. Bè này đi ba người được không? Được được được. Xuống đi. Dạ. xuống đi. Hàng ngày thì ông ui ghê quá. Chìm không ông? Không sao, chú ngồi em đi, chú bơi. Không sao, không chìm đâu. Ôi con sao con hồi hộp. Không có đâu. Không có, chú buông đi. Đâu quay lại cái cảnh đó cho mọi người thấy. Vô nước luôn hả anh? Không sao. Ôi ông ơi, con lọt xuống một cái luôn. Không sao đâu, chú bơi. Con tạm nhịn thở. Tạm nín thở một phút. Sao con hồi hộp quá vậy ông? Qua nhà mình không sao. Không sao, chú ngồi em đi. Không có chìm. Các cô chú ở đây thì rất là thật thà luôn. Yeah. Và khi mà biết có người lạ xuống thăm á thì các cô chú rất là nhiệt tình để cho mình tìm hiểu về cái hoàn cảnh của các cô chú á. Thì cuộc sống mà mưu sinh lên đên đây đó khắp nơi, trở về quê hương thì không có đất đai và thậm chí không có người thân, về chọn sống ở trên những cái chiếc bè tạm bợ như thế này. Và đây là cái hoàn cảnh của cô chú mà hôm trước Bùi Hồ cùng với lại chị Duyên cũng đã ghé thăm. Và hôm nay thì có dịp có duyên lành để đến đây thăm hoàn cảnh của ông bà cô chú này. Dạ. 67 tuổi rồi, con kêu bằng ông ha. Dạ dạ. Ông là làm cái nghề là vớt ve chai trên sông. Vớt chai với chồng. Còn bà? Thì bà ở nhà với bà coi nhà với giữ đứa cháu. Dạ. Cháu này cháu người ta đi làm, hai chồng đi làm hồ. Dạ. Đó. Dạ, hôm qua con gặp bà đó, bà nhớ dạ. Con không? Nhớ. Dạ. Không có ghe nữa. Dạ. Rồi để đứa cháu cho bà giữ. Dạ, thôi lên trên đi, con hồi hộp quá. Dạ, thông tin với cô bác quý anh chị đó là những cái xuồng nó rất là mục rồi. Xuồng nó mục. Cô chú này phải đang cái miếng bạc màu xanh đang vào đằng trong, nó không có chìm vào. Nhưng mà đây là những cái cách mình thấy nó không có lủng nước thôi. Nhưng mà ở dưới thì nó một lúc nào có thể là trong đêm á, nó có thể là nó chìm trong đêm luôn. Và kìa, anh coi kìa, trời ơi trời, cái chiếc xuồng kìa. Ôi lên quá. Đây nè, đây là những cái đi lượm lên bao cái này là bao nhiêu tiền một ký? Không, ký có 4.000, ký 4.000 thôi. Đi vớt ngày bữa mơ vậy đó. Dạ, nhiều nhiều cái mình đi bán lại. Bao lâu thì mình mới bán một lần? Ở từng hai tuần rồi đó. Dạ, bán được trăm ngoài. Dạ, nó nhẹ hửng rồi mình cũng không có ngày làm già rồi làm tí đại đi sống làm qua ngày. Cái công việc này thì nó vừa bảo vệ môi trường mà vừa nó có cái số tiền cho mình sinh sống luôn. Dạ dạ, cũng lại ra này là cái đó là dồn. Đây là đang lại rồi, đang lại mình dồn vô nhà đó đó, như mấy nhà vậy đó, dồn vô cho nổi lên. Đang lại bằng những cái sợi dây. Dạ. Cái thùng này là nó thùng xốp thì ông bà băng bó lại. Nó cũng không được là lặn cho lắm. Dạ. Về nhốt vô trong. Tại sao nó lặn xuống dưới? Dạ, mày dạ. Con thấy nó gì sao mình nhốt vô nó được không? Nó nổi.
hai người đạp vô. Hai người đạp vô mới được. Đó đó như vậy đó đó, như cái bè vậy đó đạp vô cho nó nổi lên. Dạ. Đó, như vậy đó. Cái bè này nó cũng muốn chìm, nó chưa làm vô nữa đó. Dạ. Cuộc rồi hết rồi. Cái nhà bên đây là ông nói là của ai? Của nè em. Em. Em cái thằng qua đây chú muốn qua đây thì con qua đây đi ha. À, chú này hôm qua mình gặp à. Có cũng thay mặt cô Huệ cũng đã trao duyên cho ông rồi. Dạ. Ở đây có một cái này là em này em Út. Em Út nó chết chứ cũng vừa rồi cũng cũng hơn tháng nay rồi. Sao sao mất không? Mấy rồi? Hả? Sao mất vậy ông? Nó thằng con đó nó thằng thứ hai. Mùng 19 tháng 3. Bị bệnh xỉn rồi cái căng thang cái. Dạ con chào ông. Đó ông cũng xỉn nữa đó. Ông này ông cụ này. Cụ này ông ở bên nhà đây. Dạ. Con. Ông tôi ông cũng ngồi thiến, đi ngồi tôi nhà. Cũng bị tiểu đường nữa. Dạ. Hai vợ chồng thì con đến đây thì con biết xóm Việt Kiều của mình đó. Dạ. Thì về đây cũng khá là lâu rồi và sống lên đên trên những cái chiếc bè nổi, gọi là chiếc bè nổi, nó rất là tạm bợ, nó không có được giống như những cái chiếc bè khác. Dạ. Thì con muốn biết rằng là ngày xưa thì các ông các cụ các bà ở đây sống ở Campuchia thì có thể nói cho cô bác chia sẻ cho cô bác biết là cái cuộc sống ở bên đó. Dạ. Lúc trước như thế nào không ạ? Lúc thời gian tôi ở trển thì nó cũng làm ăn nó cũng không có gì, sau ngày lại nó khó khăn quá. Thành ra mình trở về Việt Nam mình sống, giờ nó bó buộc quá. Làm nó cái dạng nó ăn tiền ăn này kia đó. Mình làm khổ khắc rồi có tiền đâu mà đóng cho nó. Dạ. Rồi thành ra thôi mình về như này sống. Về cũng năm nay cũng hai mấy năm rồi. Thì ông cụ mới về mấy tháng. Có hôm này ông về mấy tháng nay à. Có nhà có cửa vợ ở đậu bạc đó. Ở Upsno. Dạ. Đậu ghe đó. Ông bị chìm nhà luôn nữa. Nhà có gì bị dòng chìm hết trơn bỏ hết luôn đi xuống đây có mình không. À vậy là ông là có nhà bên Campuchia luôn. Có mà giờ chìm bỏ hết luôn rồi giờ nó đuổi nó không có cho ở nữa. Dạ. Cũng ở như gì vậy. Ở tỉnh Busan. Busan. Dạ. Thì sao mà ông không có cắt bè lại trên đó mà ông lại về đây? Nó không cho mình ở dưới nước nữa, nó đuổi lên bờ là nó không cho gì đi nữa. Ừ. Dạ, ông ở đây thì ông về một mình luôn hả? Thì ông mình. Thì người thân ở trên đó thì sao ông? Người thân trên đó thì người ta cũng sắp xếp, người ta cũng đi mà người ta đi chưa được thì nó còn gồm bó, nó chưa cho đi. Vì của cải mình trên đó là bỏ không được, rồi nó không cho bán không được. Dạ. Mà nó không cho ở nữa. Ở dưới nước thì cho ở đủ lên bờ, ở trên bờ thì mình có tiền đâu mua đất, nó quán đất, thì nó mới lấy lời nó ăn. À, ông ở trên đó là bao nhiêu năm? Cũng có 30 năm. 30 năm. Cái khó khăn nhất của người và dân Việt Nam của mình khi lên đó ở là cái gì hay ông ha? Khó khăn nhất là cái vụ mà thế vụ rồi nó thấy mình mà có tiền rồi là nó kiếm ăn rồi nó kinh sợ không cho thì nó kiếm chuyện nó bắt bớ gì. Làm khó không cho mình. Thì ông có dự định là mình sẽ quay lại Campuchia không? Không đâu. Về đây ở đây luôn, tôi sống Campuchia là ba chào ông nội chào cha chào tôi nữa là sống hết nổi. Rồi chào nào nó cũng y anh vậy đó. Ba đời luôn. Dạ. Yeah. Cuộc sống nó quá khó khăn. Ừ. Lúc đó là ông lên đó là năm lúc thời gian trước thì ông già tôi còn thì tôi vừa năm 81. Dạ. Lên năm 81. Dạ. Năm Khmer Đỏ đó. Dạ. Rồi chạy gì cái này trở lên là năm 81. À, vậy là năm 81 chạy lên trên chạy về đây. Lên lên. Lên là năm 79 thì chạy ngược về đây. Dạ. Khi mà hết Khmer Đỏ hết thì chạy ngược lên đó. Dạ. Và làm với cái công việc là đánh bắt hay sao? Đánh bắt thì mình làm nghề lưới cá, bắt cá mà. Dạ. Rồi sống rồi đóng thế, đóng gì cho nó. Rồi lâu lâu cái nó thấy mình mặn hay có tiền cho nó kiếm chuyện này chuyện nọ. Rồi nó lấy của, lấy cải mình hết. Dạ. Còn trời hả? Có tiền thì đóng cho nó, không có thì lấy hết. Nhiều người không có tiền thì nó bỏ tù. Miền mà nó phe miền nó ăn hết mình dữ lắm, những dạng không thích người Việt Nam mình. Không thích. Lúc trước nó cũng vậy, mà bây giờ nó cũng vậy. Dạ. Cái tay của ông sao vậy ông? À, từ hồi mà tiêm thuốc ấy nói gì nè, thuốc mổ mắt. Mổ mắt. Ừ, mắt rồi bị mổ nữa, mổ mắt. Mổ này. Trời ơi.
con lột da mổ con. Nãy giờ con tâm sự thì con không biết là ông tên gì ha? Tôi tên Đường. Dạ. Họ Hà. Thì vợ của ông gì đâu? Bà xã thì bà cũng sống mình ở với mấy đứa cháu đó, không có nhà gì chứ ở tạm với ở tỉnh Tây Ninh. Dạ. Thì ông về đây chỉ có một mình thôi. Dạ, một mình. Ông bị bệnh mà tiêm thuốc gì với lại mắt rồi tay chân nó phiều gì hết luôn á. Ừ. Về đây thì ông có dư giả gì không ông? Có tiền đâu. Có dư giả gì đâu, có mặc cái gì đâu mà có tiền. Rồi con cháu gì đứa nào thương rồi cho ít chục ngàn uống thuốc gì. Dạ. Dạ. Ông về đây là ông về bằng phương tiện gì? Tôi về ở Âm Sơn đó, cái ghe cái xuồng gì nó chìm hết rồi cái mới có xin ta có gian. Có gian về. Dạ có gian cái vượt trạm á, ta vượt trạm cái chốn, trạm Việt Nam mình đâu có cho đi cử bị quýt á, ta đâu có cho đi. Dạ. Rồi mới xin ta có gian, ta có gian xuống đây. Ô trời ơi, có nghĩa là ông đi chiếc xuồng. Đi chiếc xuồng. Rồi đi cái vỏ chứ không phải xuồng, đi vỏ xíu và vỏ đó có gian vậy đó. Dạ. Ô trời ơi. Có gian. Về đây thì ông hiện nay thì đâu có làm công việc gì để mà ra tiền. Không có làm gì đâu, bây giờ tuổi này rồi ta đâu có mướn nữa. Ông làm năm nay bao nhiêu rồi? 68. 68. Ông bệnh bao nhiêu năm rồi? Bệnh chống có trên gần 10 năm rồi, 8 năm. Gần 10 năm rồi. Yeah. Thì ông làm cái về nghề đánh bắt đó thì bao lâu thì ông mới nghỉ cái nghề đánh bắt đó? Chứ làm cũng làm la gai hoài vậy đó, nhưng mà có nói là mình cũng như mình trốn tránh đó, mình làm được sống được ngày nào nên ngày nấy, cái nào nó gắt được nó bắt đi, mình có tiền mình lo, nó không có thì nó bắt lấy đồ. Vậy thì cái điểm chung quy của các cô chú ở đây á là khi mà làm nghề đánh bắt ở trên đó đó cô bác của anh chị là bị ăn hiếp nè, rồi bị đóng thuế nè. Nhân. Rồi hàng năm như thế là nước về á thì phải mua lưới mua chài, rồi thậm chí là đôi khi đánh nhiều quá thì bị mắc luôn. Rồi tiền thới rồi làm thì không đủ ăn, thì trong khi đó là thới má nhiều quá rồi bị đàn áp, rồi thậm chí là họ không thích người Việt mình nữa, không thích. Và nên là nữ là cái cuộc sống nó chật vật nhiều nên là nữ là phải quay về đây. Thì khi mà ông quay về đây đó thì tại sao ông biết xóm của mình ở đây mà ông lại quay về ở chỗ này? Có, cũng có thân nhân dưới này, mình có điện mà điện lên điện xuống. Dạ. Dạ. Rồi hỏi thăm hỏi lên chỗ nào mình sống được dễ dàng thì mình lại đó mình sống. Dạ. Thấy cuộc sống ở đây nó ổn định hơn là trên kia nhiều. Dạ, khi nó không có giàu thiệt nhưng mà đời sống mình nó dễ dàng, không ăn hiếp mình được. Dạ. Ông về đây thì ông có giấy tờ của Việt Nam chưa? Ở đẳng thì người ta có chứng nhận hết rồi, chứ về đây đi đây thì có giấy đâu rồi giờ đây. Dạ. Ở tỉnh Tây Ninh thì có. Dạ. Xuống tới mà bên đó, ở đó chỗ tu đậu đó thì cũng có anh em Việt Nam gần biên phòng á. Dạ. Ta có chạy lên ta cho gạo ăn với ta tiêm thuốc. Tiêm 3 lần. Ông là ngày xưa là ông sanh ba mẹ ông là ông sanh ở Campuchia. Campuchia luôn. Campuchia. Ba đời mà. Ba đời. Ba đời đến đời thứ ba chịu hết nổi thì phải về. Dạ, chịu hết nổi. Nói chung là làm cũng ba đời rồi nhưng mà không có dư giả gì hết trơn á. Không có dư gì hết trơn luôn. Đi không là về không vậy đó. Dạ. Đi không về mình không luôn, thậm chí là tháo chạy, gọi là một cái cuộc tháo chạy khỏi Campuchia luôn. Yeah. Cái người Campuchia mà cái người Việt Nam mình ở Campuchia bây giờ muốn về Việt Nam nhiều không ông? Có thể là nếu mà lệnh ra đây mà cho về là về hết chứ không còn người nào hết trơn. Ta không muốn ở nữa. Bởi vì ép buộc quá. Bởi vì mình ở đây thì mấy ổng cũng chưa cho về. Quá trời bị đàn áp à. Đàn áp dữ lắm. Dạ. Nhưng một cái Trung Quốc nó qua cũng đông quá, đất ruộng gì nó mua cũng muốn hết mẹ, còn ở đông dư nữa. Đó, mỗi một cái hộ khác nhau thì nó có sự khó khăn khác nhau. Nhưng mà điểm chung quy của các cô chú là sau khi hồi hương về á, không có nhà ở. Phải kết ở trên những cái bè tạm bợ như thế này, kết hợp với tuổi cao sức yếu á, thì lại không có tiền luôn. Nên là nữ là khó khăn thì nó cứ chồng chất khó khăn. Con hỏi thiệt ông như thế này nè, có một điều con thắc mắc á, thì khi mà tuổi các cụ tuổi cao sức yếu về Việt Nam sống ở
bài thay. Thì khi mất thì như thế nào? Thì nếu khi mất thì cũng nhờ anh em tự thiện, nếu không có thì cũng biết nó sao giờ, nó cũng tùy theo số mệnh thôi. Con có gặp một cô chú kia, cô chú cũng sống ở trên trên những cái chiếc bè. Cô chú nói là người ta có cái nhà thì người ta mất á, người ta còn có chỗ đặt quan tài á, để mọi người có thể đến để mà thắp hương rồi chia buồn. Còn tôi á thì tôi không có cái nhà, rồi tôi mất rồi tôi đặt chỗ đâu, đặt quan tài để đâu, người ta nói vậy đó. Thì có dạ. Thì ở đó thì nó ngay tỉnh Tây Ninh, tôi cũng xuống đó cũng mấy lần, cũng nhờ anh em tự thiện, cũng có mấy người mất đó, cũng nhờ tự thiện người ta cũng lo quan tài người ta để. Nhưng mà khi không có nhà, nhà mướn thì cũng để ngoài sân đó, mà tới giờ đi chôn thì tự thiện người ta cũng lo chôn hết, chứ mấy ổng cũng đâu có tiền có bạc gì đâu, thì để ngoài sân luôn. Thì mình nhìn thấy đó, thì cuộc sống đó thì nữa mình mất thì cũng có gian vậy thôi. Chứ có gì đâu lạ. Buồn ghê không? Chắc có lẽ là hôm nay thì con cũng có duyên tình cờ để mà quay về cái cuộc sống của người Việt của mình sau Việt Kiều Campuchia, sau khi hồi hương về nước. Nó bộn bề khó khăn à. Thì con sẽ tìm hiểu và chia sẻ. Thì hôm nay con đến đây á, con thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ gửi cho ông 1.000.000 đồng ha. Dạ, yeah, cảm ơn anh chú. Dạ, để cho ông có thể sinh sống qua ngày ngay tại Việt Nam mình. Đây là cũng là cô là cũng là người Việt Kiều, nhưng mà cô ở Bỉ thì cái cuộc sống khó khăn hơn. Hỗ trợ cho ông để mà ông nhận giùm con ha. Để mua thuốc men cũng như sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn hai chú rất nhiều. Dạ, con chúc cho ông luôn có sức khỏe. Ổn định cuộc sống ở Việt Nam, thì dù sao ở quê hương của mình mà, người ta nói quê hương là chùm khế ngọt. Quê hương thì dù sao thì phải trở về quê hương để sinh sống. Dạ, ông có muốn nói lời nào không? Thì cũng cảm ơn những cô chú tự thiện đã giúp đỡ cho tôi được có được đồng tiền để mà sinh sống thuốc men. Rất nhiều cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Thì cũng thay mặt chú cảm ơn cô Huệ Việt Kiều Mỹ, dạ, cũng như tất cả mạnh thường quân đã hỗ trợ. Dạ. Và bây giờ thì cũng trưa rồi, 11 giờ. Thì Bùi Hồ mới vừa thấy ở bên kia có một cái chị kia với lại một người con đi bán dừa mới về. Dạ. Thì chắc qua bên kia thăm cái hoàn cảnh của bên kia. Sau đó là còn cái một hoàn cảnh rất là hay của bác quý anh chị. Dạ, con chào. Dạ.